đây một cái xong quấn đây là chương trình chụp hình của con trai anh quấn qua cổ cái đuôi kia quấn qua đó có tung không anh ơi bưởi không nữa rồi đây mới mua cái quạt rồi đẹp quá thấy cái quạt là vui rồi. Rồi mời đồng nhà chú đi. Này, nhìn cái nón của em đi. À, nhìn cái nón của em đi mọi người. Rồi mời đồng nhà chú mình tập trung diễn ở đây nha. Bao nhiêu tiền? Dạ xin mời, xin mời. Gọi lắm cô gái. Tới. Nhi ơi. Con mời một lần mình đặt hai nón đẹp nhưng mà không có quay xanh đập chuối, cũng không có cây quạt xanh đập chuối. Không có à? Lấy lại một vàng đi. Cái này cũng hơi chuối một tí nha. Đúng rồi. À cái này là chuối chip. Lựa lắm cũng được. Ở xanh nhất hôm nay. Ừ, em đi tiễn với anh, em đi tiễn với nó với anh. Cô gái bà ba luôn á. Con diễn chính thì nó không buông hãng. Con không hãng là nó đi ăn cuộc sống nó buông hãng. Chính là bắt đầu hãng. Con đang chăng thì phải ra ngoài rừng chụp. Chính là chụp cậu hay đâu. Đây là những chiếc phao bà ba. Được, lại cái chụp là hơi thấy ghê quá. Em không phải đâu. Ở gắn cho chớp. Em không phải đâu. Ở đâu mà nó đang giữ không bán. Đó, cái ba chụp cái khác, cái quạt ba chụp. Nón thì có nhiều loại, có bông, không có bông. Cái nón là bao nhiêu? Cái nón hãy tính chị nhiêu vậy cô gái? Em mua nón với quạt luôn, dặn chăm đó. Chị mua nón bông hay là nón thường? Mua cái nón có bông đi đẹp về làm kỷ niệm luôn chị. Có chữ Tiền Giang không? Em ơi, chị dẫn lại bán qua. Chị cái nón nó đẹp á chị Hương. Chị cái chữ xe đạp đẹp nè. Không có xanh chuối em lựa hết một nùi à, không có xanh chuối. Chị mát lắm. Thấy thì chị thôi nhưng mà cháu nhờ người khác rồi. Là sao cháu nhờ cô về. À có được phòng dây này được đúng rồi xanh chuối. Đây nó để nó gọi. Đây là anh Vượng. Anh buộc vừa nào quay nón cho vợ. Ôi trời gọi ba đấy mắt bà mù quá. Thế. Hồi đẹp đẹp gái cưng rồi cái nón đẹp gái. Ừ. Rất là xinh, rất là dịu dàng, duyên dáng. Hôm nay Thiện đẹp nhất Trần Gian. Thiện xấu nhất, không có nói đẹp. Nó nghe nè, nó Thiện đẹp là nó lộn. Bây giờ chị đốt giấy chị nhảy quá. Nói Thiện đẹp là nó lộn. Nè nè, thu buộc dây quay dây cho vợ. Đó, màu này đẹp nè. Cái áo nón nó đẹp vô cùng chị. Cái nón nó cái hình đẹp quá. Ôi trời. Không có quay xanh chuối. Không có chị. Tìm hết rồi, không có. Mỗi người một cái nón à. Đội nón đi cưng cho nó mát cưng. Em đội đi mát một hồi em nắng dữ lắm á. Thì chồng em cũng có cái nón đó mọi người. Chồng em. Ở trong sách gì vậy? Anh Tú ơi. Thằng Nguyên hả? Ừ, lát cho em ăn với. Sầu riêng với mít hay gì á. Tú ơi, vợ kiếm Tú ơi. Trời ơi, còn lạc tuốt phương trời kia kìa Thu ơi. Kìa. Ủa, không phải. Đi đâu mới nổi. Ông không biết mình kéo qua đây hay sao. Chị, ủa chị Hương cũng đẹp quá kìa. Không, ít nhất phải có điều. Một cái.
Chị Thảo ơi, chọn em qua đi. Nóng Việt Nam, nóng miền Tây đẹp vô cùng. Người miền Tây dễ thương vô cùng. Chị cho tiền có 2 thôi, đi đâu ra 4. Cái kia trả tiền rồi. 2 thử chung nhá. Kệ đi em, cho nó đẹp, nó có nhiều màu cho nó đẹp Thu ơi. Chị Như, bé con chị mở hàng đắt quá, sao đọc chú lại đây mua nó trơn luôn. Mỗi người một cái nón nè. Đẹp quá. Dạ. Buộc dây đẹp thế. Bé nó buộc cho em. Đi. Em bán rẻ đi, em bán mắc quá à. Bao nhiêu cái? Chị không biết đâu. 80.000 Đi vô đi kìa. Đi. Rồi let's go, let's go. Bởi vì mũi á. Cái Thu đợi nó dễ thương. Đây phái đòn à. Phái đòn nón lá. Phái đòn đội nón lá nhưng mà mang dài ba ta. Xinh quá à. Em mua chục cây về trồng. Cây gì trăm hai? Em thiện sau khi đội nón lá em xinh quá à. Ồ thế bình thường em xấu hả? Bình thường em không. Em xấu hả? Bình thường em xinh, bây giờ em xinh hơn một chút nữa. Ai mình cho đen xe làm tốt nổ rồi chị ơi. Có cái nhà vừa xong em thấy là treo mà chị được có cái thôi đó. Gốm mấy bé này mặc cái áo bà ba đợi nó lái thường không áo bà ba chuối có đi chuối bà ba đó. Trời ơi mà áo bà ba thấy cưng quá à. Thương ghê á. Cái chỗ rồi, anh tìm được cái chỗ rồi. Anh quá chừng tỏ. Đi đâu coi làm cỡ chẹo dừa. Đóng chút chèo. Đây chổng làm kẹo dừa hay em? Làm cốm nổ anh. À cốm nổ. Rồi xong đi ra. Rồi, ở trong kia là chỗ làm cốm nổ nhưng mà tình hình rất là nóng. Chị em đứng ngay cái quạt anh chịu đứng ngay đó. Ừ, đứng ngay cho mát. Con đó đâu có gì đâu. Ừ. Nước qua khác nhìn đấy. Đi đâu nữa? Thôi, uống bia dữ ha. Một 2-1. Cái vỏ điện nhỏ xíu vậy. Nhỏ quá không được. Ê, chơi, cái rồi khui bia nè. Ô, nhỏ lắm, size này chị chưa chịu. Cái này không khui thì cái gì hết. Đúng rồi. Hồi bữa đi Buôn Mê Thuột á, vậy nè. Rồi, nhà chủ này lâu nhiêu chị ơi. Cái gì bỏ kia? Cái này cầm kia bán công ty. Ừ lắm. Dễ.
À, hồi nãy Nana hỏi có đơn ca tài tử không nhỉ? Đơn ca tài tử xíu dừa. Rất là đậm chất miền Tây. Cây này đẹp, trăng leo. Ủa? À, xin lỗi anh. Vô đây là xem đàn ca tài tử. Cái này mình đi nhiều lần rồi, mà lần này đi mới quay phim nè. Mấy lần trước đi còn là dắt mấy anh bạn Tây đi chơi. Cả đoàn, cả đàn, lúc đó mình làm hướng dẫn viên nha mọi người. Sầu riêng thơm quá, trời ơi sầu riêng nó thơm. Sầu riêng à? Sầu riêng thơm quá. Em không biết á. Tới công chuyện rồi xíu tao mời lên hát nha. Rồi dạ anh Vũ là 5 bạn khu vực này nha. Hai bạn qua đây và 3 bạn qua đây ạ. À. Bạn 5 người đó. Ủa 3 người đó. Đây được mời anh, mời nghe. Rồi anh chị nào chưa có chỗ ngồi mình chị thẳng lên có bàn bàn trống nha chị. Đây là chương trình đờn ca tài tử ở cái xứ sở miền Tây rất là dễ thương, người miền Tây dễ thương vô cùng, mấy cô gái cũng rất là đẹp, xinh đẹp quá trời luôn.